Rồi, thân chào quý bà con và cô chú anh chị đam mê mai vàng nha. Thì hôm nay có quay cái clip mai này thì, gửi đến cô chú và anh chị mình xem tham khảo. Rồi cô chú anh chị mình thấy ưng ý cái lô mai này thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em là 0334 233 764. Thì bên đây chưa bo tàn nè, còn bên đây là bo tàn lại, công đang bo tàn nha mọi người. Nút nụ là đã to hết rồi. Nút nụ rất là đẹp nụ luôn nha mọi người. Nụ đó lên nụ rất là to. Hoành thì nó dao động là 17, 18, 20, 16, 17, 18, 20, cũng có 21, 22, 1, 2 cây nha mọi người. Xương tàn thì nói chung cũng khá là ok. Một clip như này thì nó có là 120 đến 130 cây. Cho mình lựa 100 cây trong đây. Nói chung nó đều như nhau nha mọi người. Đây là mình xử lý bông Tết một lựa 100 cây thì giá nó là 380.000 một cây. Đó, nút nụ. Đó, chiều cao thì nó dao động từ 1,5 m tới 1,7 m nha. Nói chung tầm 1,4 m, 1,5 m, 1,7 m. Nút nụ thì khỏi chơi luôn. Rất là nụ rất là nhiều nha. Đó, chiều cao như vậy. Đây là dùng lên cái mô nên là những cái này bứng lên cái cây nó rất là khỏe cây đó. Đây có dùng mô lên như vậy. Dùng mô đây thì mình khui ra thì nó sẽ có đế nha. Ở dưới thì nó nở gốc nè. Dùng mô lên như vậy nè, ở dưới thì nó gốc nó nở nha. Uống tay dư như vậy. Nút nụ thì đã to hết rồi. To nụ hết. Nụ nè, to như vậy hết. Rồi mọi người có ai mà thấy ưng ý cái lô mai này thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em. Tới vườn mình xem cây được, mình lựa chọn cây tại vườn. Thì địa chỉ vườn của em là ở ấp 5, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nút nụ to hết, tròn do nụ. Thì cũng mong sự ủng hộ của quý bà con và cô chú anh chị mình gần xa nha. Mình thấy ưng ý thì mình liên hệ. Rồi thân chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị lần video tiếp theo luôn.